nhiều khách hàng nhắn tin cho em là Hương ơi, anh chỉ có 100 triệu với hơn 100 triệu một chút thôi mà anh vẫn muốn đi ô tô, thì em có cái nào gợi ý cho anh không? Thì đây, em Lê Hương hôm nay lại về thêm được cho mình một chiếc xe đến từ thương hiệu nhà Ford nhé. Một chiếc xe Ford Mondeo đời 2004, số tự động, 5 chỗ ngồi mà form dáng như là một cái xe của cán bộ đi đấy ạ. Chiếc xe này em đang bán là 165 triệu, Ford Mondeo 2004, số tự động. Bây giờ thì em xin mời toàn thể khách hàng đi cùng em. Về với 165 triệu thì các bác sẽ được có được những gì từ em Ford Mondeo này nhé. Đèn pin salon siêu sáng cho em, kết hợp với đèn halogen, đèn gầm là cũng có đầy đủ rồi, có hai cái dải đèn như thế này. Nó là ốp mạ chrome cao cấp, giả đèn led thôi, không phải đèn led nhưng nhìn rất là sáng luôn. Hiện tại thì em đó đang là mang biển 34, bánh đậu xanh, nơi mà em đang sống và làm việc rồi. Những bác nào ở Hải Dương hoặc gần khu vực Hải Dương có thể đến với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương để có thể chạy thử xem xe trực tiếp và cảm nhận chất xe có đúng như em Hương nói hay không nhé. Hoặc những bác nào ở xa qua video này muốn mua xe, mọi thông tin chi tiết, mọi thắc mắc cứ liên hệ cho em qua số điện thoại 0354602790. Inbox Zalo em sẽ làm việc cùng với mình. Tất cả những đường dập lối trên thân xe các bác như này, xe mộc vừa về luôn. Riêng tính em Hương ở Lóng Sốt, cứ xe nào về phát là em mang ra em quay luôn. Thực tế như thế này mà em còn dám quay thì lên lúc mà dọn lên, rửa ráy sạch sẽ đi thì nó còn đẹp như thế nào đúng không ạ? Xe trang bị cho em là 4 bánh xe đều có phanh ABS chống bó cứng này, la răng đẹp này, các bác nhìn lốp này còn rất là đẹp nhá. Và điều chắc chắn là nếu như gầm bệ mà mục mọt thì không bao giờ em nhập xe, bỏ ra một đống đồng tiền nhập con xe mọt để bán cho ai đúng không ạ? Xin nhan trên gương, xin nhan trên hông đầy đủ cho em rồi. Ốp mạ chrome cao cấp cho em ở cái phần thân xe như thế này nữa, tạo cái điểm nhấn cho xe. Xe có cho mình cam lùi, cam hành trình, có luôn cả cửa lóc cho mình, số tự động mà giá chỉ có 165 triệu. Nhiều bác sẽ nghĩ rằng sao con này đời nó sâu, đời 2004. Nhưng các bác phải biết rằng để mà một người đầu tư nhập xe thì em cũng sẽ như là các bác, đặt cương vị và em cũng như các bác thôi. Một đời chiếc xe đời 2004 thì nó phải có những cái ưu điểm gì, đáp ứng được cái gì thì em mới xuống tiền nhập đúng không ạ? Nên là các bác hoàn toàn yên tâm, vì chiếc xe này em đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Xe thì máy số cực ngon cho em luôn, điều hòa lóng lạnh đi cực là ổn định nhá. Và số tự động rất chi là chắc chắn luôn. Đầu đài nguyên bản theo xe, có hỗ trợ đầu DVD, sấy sưởi kính auto cho em này, điều hòa auto luôn. Tay nắm các bác như này, tay nắm này cực kỳ sắc nét luôn nhá. Hôm nay này em đi thẳng vào trực tiếp khoang động cơ máy móc luôn, để khi mà các bác nghĩ là một cái video một con xe từ 2004 thì các bác không thích đúng không ạ? Gương nhá, đây là cái màn hình gương hành trình này. Khi các bác khởi động này, cái gương này nó sẽ hiển thị hết cho mình luôn, rất là xịn sò luôn. Điều hòa lóng lạnh này, phần táp ly rất là đẹp luôn, táp lô cũng không kém cạnh này. Túi khí an toàn đầy đủ cho em, không thiếu một cái option nào. Điều hòa gió lóng lạnh đây. Và điều đặc biệt là khi các bác chỉ cần bước chân mở khóa xe thôi là cái ghế này nó sẽ tự động chỉnh cho mình, tiến sát vào vô lăng hơn để mình ngồi dễ hơn. Khi các bác tắt máy là cái ghế này, ghế bay bác tài này nó lại lùi lại. Với hàng ghế da thì nếu như em quen như thế này thì các bác sẽ thấy rằng da hơi nhăn đúng không ạ? Bản thân em cũng thấy rằng nó hơi nhăn nhưng vì sao vẫn giữ nguyên, em không bọc lại. Vì đây là một chiếc ghế da zin. Ghế da zin theo thời gian 5 tháng sử dụng em để nguyên cho nó ạ. Để nguyên cho mình vì không hề rách dưới da mà. Đến da người nhiều tuổi nó còn nhăn, huống chi là xe nội thất của một chiếc xe hơi đúng không ạ? Nhưng em vẫn để nguyên. Gương kính thì các bác nhìn là chỉnh cụp cho em là bặn lắm như thế này. Móc khóa cửa này, tay nắm cầm đây, sáng choang luôn. À, vì sao lên chiếc xe này cứ có mùi cà phê thì là bác chủ cũ là vứt một cái hộp cà phê nhỏ vào đây, một túi cà phê nhỏ này. Ghế nhớ 3 vị trí cho em. Ghế nhớ 3 vị trí này, mở cửa có một cái đèn báo cho mình như này, cảnh báo, tức là khi mình mở cửa lên những người phía sau mình nhìn thấy mình mở cửa thì không xông vào mình nữa, không phải làm cái bốp một phát thì thôi. Đó, thiết kế rất là tinh tế luôn. Táp ly này, cái phần táp ly này em cứ nghĩ là nó là phần nhựa cứng nhưng không hề nhớ, nó là phần da mềm. Mà cái phần da mềm mà các bác nhìn này, em ấn nó còn nún như thế này mà không hề bị mòn, không hề bị bóng, thì các bác có thể thấy rằng xe chất lượng như thế nào đúng không ạ? Đời 2004 chỉ có giá 165 triệu, ghế nhớ 3 vị trí, ghế chỉnh điện cho em. Bật chìa khóa lên thôi là cái ghế nó đã tự chỉnh cho mình, ngồi vào vị trí thích hợp của tay lái rồi. Tắt chìa khóa đi nó lại lùi lại luôn, cửa lóc đầy đủ cho mình luôn nhá. Không thiếu một cái gì đâu ạ. Ford Mondeo 2004 số tự động cho mình. Gương kính các bác nhìn này, lau bụi đi để nhìn cho mình. Một chiếc xe đây, gương kính này 5 tháng trường tù đã thời gian luôn, còn nguyên zin.
trần thì là trần lỉ nguyên zin của em nó, nhưng phía dưới này có cho em một chiếc thả 3D màu lâu cực đẹp luôn. Xám này, kệ bước chân lên xuống cũng ốp cho em những cái này thể thao nhá. Đây, phần táp ly, tất cả bốn cánh cửa táp ly đều là bằng da mềm. Phần dưới thì là ốp giả vân gỗ cho em. Tất cả những phần này là da mềm hết, đường may cực kỳ tinh xảo này, hạ kính này. Có hộp để đồ này, cửa mà đèn cảnh báo cho em luôn khi mở cửa cho mình. Keo chỉ em cũng quay luôn cho mình đây ạ. Tự tin một chiếc xe hơn 10 tuổi đời vẫn còn hoạt động quá ngon, quá mức vô mức tiền. Có hai cái cam, có hai cái màn hình, màn hình chân gối nhá. Đây là gọi là màn hình gối này, có hai cái này. Chìa khóa thì em tháo ra rồi nên bảo nó không lên. Đây có hai cái cam gối cho mình này. Một dòng xe mà trước kia phải thuộc top gọi là giàu có, cán bộ cấp cao thì mới sử dụng được này. Các bác nhìn này, rất là nhiều nút chỉnh luôn. Đây, ngồi đằng sau nhá. Nếu như bác nào mà khó chịu vì cái ghế đằng trước nó cứ ngửa về mình, vướng chân mình, chỉnh luôn. Cho về đúng luôn, thái độ là cho lên luôn. Các bác nhìn này, ấn nút phát đó. Đấy, ghế tôi tự chưa lên, ấn tiến lên này. Không thì lùi lại. Đấy, quá là xịn sò luôn đúng không ạ? Nếu như bác đang ngồi như này mà cái ghế sau nó cứ ngửa vào chân mình, tích vào đầu gối mình, ấn nút cho về vị trí luôn, thái độ nó cho về vị trí luôn. Rất là nhiều option điều hòa đây nhá. Cái này này, à cái này là khu vực để nước cho em. Cái này là khu vực để nước cho em này. Hai cốc nước, hai cốc cà phê, hai cốc trà sữa để đây cho em, không hề sợ đổ này. Đấy, ghế bác tài thì mình không thể nào ảnh hưởng đến người ta được. Người ta đang ngồi lái xe mình cứ ấn người ta chết, người ta điên đi người ta ấy mà. Túi khí an toàn thì thôi, không thể kể hết được với cái dòng này. Dòng này nếu mà tính sơ sơ nó phải rơi vào 2, 4, 6, 8, em nhìn thấy 8 rồi, 10, chắc dòng này 2 này, 4 này, dòng này chắc phải 10 túi khí mất này. Từ ghế sau này, tất cả các vị trí trên xe đều có túi khí an toàn, nên là cực kỳ an toàn cho mình. 165 triệu mà kể hết, không hết option của em nó. Đấy, thích không ạ? À? Các bác nhìn này, ngồi gần ghế trước cứ khẹo mình, chân đã khó chịu rồi, ấn nút cho về vị trí luôn. Túi khí an toàn đây, rất là nhiều túi khí an toàn luôn nhé. Bản sedan thì cốp rất là to rồi. Ghế da này các bác nhìn cho em, la răng thể thao luôn. Phanh ABS chống bó cứng 4 bánh cho em. Chìa khóa này các bác nhìn này. Đó, mở lên là lên luôn. Cốp này các bác nhìn chưa, từ đời 2004 mà vẫn giữ được cho mình cái thảm này, vừa chống nóng này, vừa giảm nhiệt này. Thảm bên trong đây cũng vậy luôn này. Vẫn còn cái vỉ chắn mưa này, mới kính cong, bác nào thích thì em lắp vào, không thích thì thôi. Đấy, vẫn còn để ở đây, không hề lắp luôn, thích thì lắp vào thôi. Cốp bên trong này rất là sạch sẽ này. Lốp sơ cua, ôi, mới kính cong luôn. Lốp sơ cua mới kính luôn. Bên phía dưới có dụng cụ tăng kích lốp cho mình. Các bác nhìn cho em này, lốp sơ cua mới kính cong, sàn bệ rất là đẹp. Phía sau cũng có cho em 3 mắt cảm biến va chạm, cam lùi đầy đủ này. Quay cho mình keo chỉ ở bên phần cánh cửa này. À bên lắp cốp này. Lắp cốp này, máng nước này, tăng chống lên của cái lắp cốp đây ạ. Quay góc nghiêng cho mình để chứng tỏ một điều gì, không hề đâm đụng, không hề bị ngập nước. Bên đây cũng vậy luôn, tai đèn đây. Khoang cốp của bản sedan mà rất là rộng rãi luôn. Lốp sơ cua thì mới kính cong, cam lùi, cam hành trình, màn hình đầy đủ, túi khí an toàn thì quanh xe kể không hết được. Một chiếc xe có 165 triệu mà quay một chiếc video chi tiết như thế này, gần 10 phút rồi mà vẫn không hết được video này. Gầm bệ này, ôi vẫn còn nguyên bút chấm sơn thì các bác thấy rồi đấy. Thời gian không hề bào mòn đi, có những người bị thời gian bị bỏ quên thì xe cũng vậy luôn. Táp ly rất là đẹp, bốn cánh cửa đều có cả có đèn cảnh báo này, kệ bước chân lên xuống thể thao sport này, móc khóa này. Ghế da rất là zin luôn nhá, xịn đét luôn. Để tay chống tay tay vào đây. Đấy, nếu không ngồi hết thì để như thế để đồ cho mình đỡ mỏi. Chỉnh ghế này, thích cả khi ở cho ghế về đúng vị trí luôn. Gương kính cụp chỉnh điện cho em như thế này nhá. Đấy, túi khí an toàn đây. Từng con ốc ở bên cửa lè của bốn bánh, à bốn cánh cửa em đều quay. Phần da mềm này, cánh cửa này. Keo chỉ cánh cửa đây. Và bây giờ thì em xin mời toàn thể khách hàng đi cùng em sâu hơn nữa về khoang động cơ máy móc này. Chứ còn với 165 triệu thì em nó hoàn toàn xứng đáng, chất lượng còn rẻ hơn so với giá tiền luôn. Em thấy là chất lượng quá là rẻ so với giá tiền, có 165 triệu ghế chỉnh điện cho em.
ghế nhớ lái là 3 vị trí, cam hành trình, cam lùi. Xin nhan trên gương, quay lốp cho mình về cái phần bánh trước bên đây nhé. La răng rồi. Bây giờ thì em sẽ quay cho mình khoang động cơ máy móc ạ. Và đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Ford Mondeo đời 2004 số tự động nhé. Các bác nhìn này, cực kỳ sắc nét và đẹp cho em luôn, khô ráo, không hề bị dì dầu hay dì nước. Bốn bánh dẫn đến phanh ABS chống bó cứng này, ắc quy động cơ này, từ cái thảm chống nóng, giảm nhiệt, giảm ồn. Ở bên phần lắp cabo còn nguyên cho em. Đây, quay keo chỉ cho mình này. Keo chỉ cũng như là hơi quáng, vì em quay ngược lên rồi này, nó hơi quáng nên hơi khó nhìn một chút này. Đấy, lốt giật đinh tán này còn nguyên cho em nhé. Nói chung là 165 triệu mà một chiếc xe sở hữu nhiều option mà chất lượng như thế này thì em nghĩ các bác không phải lăn tăn nhiều, không phải suy nghĩ quá nhiều đâu ạ. Vừa rồi thì em đã quay cho mình một video chi tiết nhất về chiếc xe Ford Mondeo đời 2004 số tự động. Giá chỉ có 165 triệu thôi, quá là nhiều option cho em. Mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ với em qua số điện thoại 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn. Địa chỉ bày bán xe bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Em vẫn là hoan hỉ hoan nghênh tất cả khách hàng nhà mình đến trực tiếp xem xe bên em, chạy thử và cảm nhận xe nhé. Video của em đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng của em vào những video tiếp theo ạ. Ford Mondeo 165 triệu.